Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chung bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chelsea méo mặt vì virus FIFA. Vừa trở lại sau chấn thương không lâu, N'Golo Kanté lại khiến Chelsea phải đứng ngồi không yên với việc gặp vấn đề khi tập trung cùng đội tuyển Pháp. Là trụ cột không thể thay thế của Chelsea như mùa này, N'Golo Kanté đã phải ngồi ngoài khá nhiều vì chấn thương đầu gối. Tiền vệ người Pháp mới trở lại với thể trạng tốt nhất thời gian gần đây và giúp The Blues thi đấu cực kỳ khởi sắc. Dù vậy, khi tập trung cùng đội tuyển Pháp, anh lại gặp vấn đề. Trước thềm trận gặp Iceland trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 rạng sáng nay, Kanté đã dính chấn thương trong lúc khởi động và buộc phải nhường vị trí trong đội hình xuất phát cho Musa Sissoko. Theo chuẩn đoán ban đầu, ngôi sao 28 tuổi gặp vấn đề với gân khuèo. Hiện mức độ nghiêm trọng của chấn thương này vẫn chưa được xác định. Nhiều khả năng Kanté sẽ vắng mặt trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ sau đây 3 ngày. Ban lãnh đạo Chelsea chắc hẳn đang đứng ngồi không yên về chấn thương của tuyển thủ Pháp. Premier League chuẩn bị trở lại và đúng một tuần nữa, The Blues sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Stamford. Nếu Kanté không kịp bình phục chấn thương, huấn luyện viên Frank Lampard sẽ phải đau đầu trong việc tìm người thay thế. Chelsea vẫn còn Rob Buckley hay Matteo Kovacic, nhưng cả hai cái tên này đều không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Không chỉ Lampard mà thuyền trưởng của đội tuyển Pháp Didier Deschamps cũng méo mặt với chấn thương của Kanté. Nếu máy quét 28 tuổi vắng mặt ở trận đấu quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ, đó sẽ là tổn thất cực lớn với nhà đương kim vô địch thế giới. MU mất Pogba trận gặp Liverpool sau xa lâm nguy. Truyền thông Anh đưa tin Paul Pogba gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận derby nước Anh với Liverpool tại vòng 9 Premier League. Ở hai trận đấu gần nhất của United gặp AZ Alkmaar tại Europa League và Newcastle tại Premier League, Paul Pogba đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Tiền vệ người Pháp cũng không thể trở về hội quân của đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung tháng 10 này, nguyên nhân là bởi anh đã dính chấn thương ở bàn chân phải. Cách đây vài ngày, tờ Sport Mail tiết lộ Pogba đã sang thiên đường nghỉ dưỡng Dubai để điều trị. Dubai cách thành phố Manchester hơn 5.000 km và được xem như là địa điểm lý tưởng để các cầu thủ bóng đá tập luyện hay phục hồi chấn thương. Tiền vệ người Pháp cũng rất quyết tâm có thể kịp trở lại trong trận đại chiến với MU và Liverpool vào cuối tuần sau. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất từ truyền thông Anh, Paul Pogba gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận derby nước Anh với Liverpool tại vòng 9 Premier League. Chấn thương bàn chân phải của tiền vệ người Pháp vẫn chưa bình phục và thậm chí sẽ còn kéo dài đến hết tháng 10. Tuần sau anh sẽ trở về trung tâm huấn luyện viên Carrington để được đội ngũ y tế của MU kiểm tra kỹ càng hơn, qua đó đưa ra quyết định cuối cùng. Pogba sẽ là tổn thất không hề nhỏ đối với Man United, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Chiếc ghế huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford đang lung lay rất dữ dội sau khi đội bóng này liên tục thi đấu bết bát và tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Trong tháng 10 sau trận đại chiến với Liverpool, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán Partizan tại Europa League trước khi quay trở lại với đấu trường quốc nội với hai trận gặp Norwich tại Premier League và Chelsea tại Carabao Cup. Mourinho nhận xét xanh dờn về Robéo, Ronaldo và Messi. Huấn luyện viên Jose Mourinho nói thẳng rằng về tài năng và các kỹ năng chơi bóng, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không thể ăn được người ngoài hành tinh Ronaldo. Jose Mourinho từng làm việc với người ngoài hành tinh Ronaldo khi ông đảm nhiệm vai trò trợ lý ngôn ngữ cho cố huấn luyện viên Bobby Robson ở Barcelona. Mourinho từng làm việc với Cristiano Ronaldo ở Real Madrid, chưa từng làm việc với Messi, nhưng người đặc biệt đã nhiều lần nghiên cứu rất kỹ M10 khi các đội bóng của ông đối đầu với ngôi sao Argentina. Có thể nói, Mourinho biết rất rõ về Robéo, Cristiano Ronaldo và Messi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày hôm qua trên Le Score, nhà cầm quân người Bologna khẳng định rằng so với tài năng và kỹ năng chơi bóng, Robéo ăn đứt cả Messi và Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo và Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, xét về tài năng và các kỹ năng chơi bóng của họ, không ai có thể sánh được với Ronaldo, tức Robéo. Khi làm việc ở Barcelona với huấn luyện viên Bobby Robson, tôi nhận thấy Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Những chấn thương đã giết sự nghiệp của anh ấy. Nếu không, anh ấy có thể gặt hái thành công không tưởng hơn nữa. Tài năng anh ấy sở hữu là điều không thể tưởng tượng nổi. Năm 1997, Barcelona chạm trán PSG ở Rotterdam, chung kết cúp C2. Barcelona thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Ronaldo. Những gì anh ấy thể hiện thật đáng kinh ngạc. Jose Mourinho trầm trồ thán phục Robéo. Depay chấn thương không thể ra sân cho Hà Lan. Việc thiếu Memphis Depay là một tổn thất lớn cho Hà Lan ở trận đấu tới đây. Ronald Koeman vừa xác nhận đội tuyển Hà Lan sẽ không có sự phục vụ của Memphis Depay trong trận làm khách đến sân của Belarus vào đêm mai. Tiền đạo của Lyon vừa gặp một chấn thương đùi và Koeman không muốn mạo hiểm để anh ra sân. Đây sẽ là một tổn thất lớn cho Cơn Lốc màu da cam bởi Memphis Depay đang có phong độ ghi bàn rất cao. Chỉ sau 5 trận vòng loại Euro 2020, chân sút này đã ghi đến 6 bàn thắng và có 6 kiến tạo. Ở trận đấu khó khăn với Bắc Ireland mới đây, cựu sao MU đã lập một group giúp Hà Lan giành chiến thắng 3-1, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng bằng điểm Đức nhưng hơn về thành tích đối đầu. Việc để Depay nghỉ ngơi ở trận gặp Belarus cũng là một quyết định hợp lý, bởi đây là đối thủ không đáng ngại của đội bóng màu áo cam.
Sau 6 trận, họ mới chỉ có một chiến thắng và đang xếp áp chót bảng C. Hơn nữa, Hà Lan vẫn cần rất nhiều sự lựa chọn trên hàng công là Steven Bergwijn, Quincy Promes, Daniel Malen, Luke de Jong, Ryan Babel. Về DP, tính từ năm dương lịch đến nay, tiền đạo này đã có 6 bàn thắng và 8 kiến tạo cho đội tuyển, trở thành cầu thủ đầu tiên góp dấu giày vào 14 bàn thắng cho Hà Lan trong một năm dương lịch, xét trong thế kỷ này. Người hâm mộ Man United đồng loạt chọn ra tiền đạo đáng mua nhất. Hàng công của Man United rõ ràng cần sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Mùa hè vừa qua, Man United chấp nhận để Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đến Inter Milan trong tay huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Chỉ còn 3 tiền đạo đích thực là Marcus Rashford, Anthony Martial và tài năng trẻ Mason Greenwood. Hiện tại Anthony Martial và Mason Greenwood đang dính chấn thương. Marcus Rashford thì sa sút phòng độ trầm trọng. Điều này khiến hàng công quỷ đỏ vô cùng tầm thường. Thống kê cho thấy chỉ có Crystal Palace, Sheffield United, Brighton, Newcastle, Southampton, Everton và Watford là ghi ít bàn thắng hơn Man United 9 sau 8 trận đấu mùa này. Kể từ thắng lợi 4-0 trước Chelsea ngày mở màn Premier League, quỷ đỏ chưa có trận nào ghi được hơn một bàn. Trong cuộc đua đường trường, huấn luyện viên Solskjaer buộc phải hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa đông để củng cố lực lượng. Và trong một cuộc thăm dò trên tờ MEN, khi được hỏi đâu là tiền đạo bạn muốn Man United chiêu mộ nhất, có đến 39% trong số 6.093 lượt bình chọn chấm tiền đạo Lyon, Moussa Dembélé, người đã ghi 6 bàn sau 8 trận đấu mùa này. Có 34% lượt bình chọn dành tình cảm của mình với sao trẻ Alexander Erling Braut Haaland, người đã ghi 18 bàn thắng sau 11 trận đấu. 13% lượt bình chọn của fan quỷ đỏ dành cho ngôi sao thất sủng Mario Mandzukic của Juventus và chân sút 27 tuổi người Anh Callum Wilson của Bournemouth. Sáng suốt, Mourinho ra tay cản Man United mua hàng hớ nhưng không thành. Tại nhìn người cửa cựu huấn luyện viên Man United, Jose Mourinho một lần nữa được khẳng định. Tại Man United có thể thấy huấn luyện viên Mourinho không được thoải mái mua sắm. Ông rất cần một trung vệ đẳng cấp, nhưng Man United lại đưa về Fred, một tài năng trẻ như Diogo Dalot và một thủ môn dự phòng Lee Grant. Theo tờ The Athletic đưa tin, vị chiến lược gia người Bologna đã ngăn cản Man United chơi mộ Fred nhưng không thành. Mourinho thiếu sự ủng hộ của giới thượng tầng và chỉ chấp nhận Fred khi biết rằng mình sẽ không có một tiền vệ mới nào nếu bỏ qua cầu thủ người Brazil. Fred đã chơi khá tệ trong áo quỷ đỏ kể từ khi rời Stade Rennais đến Old Trafford theo bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng vào mùa hè năm 2018. Dù dưới thời Mourinho hay người kế nhiệm Ole Gunnar Solskjaer, cơ hội ra sân của ngôi sao Brazil là khá ít đòi. Trong 6 trận đấu cuối cùng tại Premier League của Man United thời Mourinho, Fred chỉ ra sân một lần, 17 phút trước Fulham, và anh cũng chỉ mới bắt đầu 8 trận đấu dưới thời Solskjaer. Những cái tên như Scott McTominay và Andres Pereira được ưu ái hơn nhiều. Khi được tin dùng ở trận đấu với Newcastle mới đây, Fred đã có màn trình diễn tệ hại, anh yếu kém trong phòng ngự và mờ nhạt khi tấn công và chịu không ít những chỉ trích. Arsenal đón trọng pháo trở lại, chấn thương mắt cá chân khiến Lacazette vắng mặt trong cả 2 trận đấu gần nhất của Arsenal. Theo tờ Mirror, tiền đạo người Pháp đã bình phục và có thể tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội vào đầu tuần tới. Sự trở lại của cựu sao Lyon sẽ giúp hàng công của pháo thủ mạnh mẽ hơn. Coutinho gián tiếp giúp Liverpool. Sự có mặt của Coutinho đã khiến Thomas Müller mất chỗ đứng trong đội hình chính của Ben. Theo tờ Mirror, tiền vệ người Đức có thể sẽ ra đi và Liverpool là một điểm đến tiềm năng. Mandzukic muốn đến MU vào tháng 1. Calcio Mercato tiết lộ Juventus muốn có 10 triệu euro cho tiền đạo Mario Mandzukic. Trong khi đó, tiền đạo người Croatia cũng đang ngóng chờ lời đề nghị từ MU vào tháng riêng tới. Eriksen mở cửa tới Ben, theo tờ Sport One. Tiền vệ Tristan Eriksen của Tottenham có thể sẽ đến Allianz Arena bởi sự thờ ơ của Real Madrid và Man United. Spurs được cho là muốn bán ngôi sao người Đan Mạch ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vì không muốn mất trắng. Ferdinand kêu gọi cho Solskjaer thời gian. Hậu vệ huyền thoại MU, Rio Ferdinand nói rằng quỷ đỏ thật ngây thơ nếu họ sa thải huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer ở thời điểm này. Theo Ferdinand, huấn luyện viên Na Uy vẫn cần thêm thời gian ở Old Trafford. Lịch thi đấu chung kết GBS Bangkok Cup 2019, U19 Việt Nam sẽ đổ sức với U19 Hàn Quốc trong trận chung kết giải giao hữu GBS Bangkok 2019 vào lúc 19 giờ tối nay. Hồng Sơn chỉ ra điểm mạnh của ông Park. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định sự nhẫn nhịn, biết người biết ta của huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh vẫn chưa thể kiểm tra chấn thương. Do bệnh viện ở Bali đang quá tải nên Tuấn Anh vẫn chưa thể kiểm tra được chấn thương ở bắp đùi trái. Đội tuyển Việt Nam đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia vì chấn thương của Tuấn Anh. Tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đã bị đau bắp đùi trái và buộc phải rời sân ở cuối hiệp 1. Theo các thành viên trong ban huấn luyện, ngôi sao gốc Thái Bình không gặp chấn thương nặng nhưng khả năng ra sân ở trận gặp Indonesia vẫn còn bỏ ngỏ. Sáng nay Tuấn Anh đã được các bác sĩ và ban huấn luyện đưa tới một bệnh viện ở Bali để kiểm tra lại bắp đùi trái. Tuy nhiên do bệnh viện này đang quá đông bệnh nhân nên Tuấn Anh chưa thể khám được và phải quay lại vào buổi chiều. Tuấn Anh đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ 24 tuổi đã chơi rất hay cho tới khi phải rời sân ở trận gặp Malaysia vừa qua.
thiếu vắng ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ là tổn thất không nhỏ của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách của Indonesia. Đội bóng đang rất khát điểm sau 3 trận thua liên tiếp. Trong chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên ở Bali. Thầy trò ông Park sẽ đá với Indonesia vào lúc 18:30 ngày 15 tháng 10 trên sân Ketan Aiwatipa. Đội bóng xứ vạn đảo gần như sẽ hết cơ hội đi tiếp nếu trắng tay ở trận đấu tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.